Rồi đi kiểm tra cái bẫy trẻ. Chưa kiểm tra đâu. Tra xem nào. Xem có được con nào không. Thì sẽ có rắn không? Sợ có rắn leo rắn trên cây ấy. Nhập nhạc tối rồi xuống cái khu vườn này rất chi là bí hiểm. Không có rồi, không thấy động tĩnh gì cả. Trời ạ, con rắn. Bắt được con rắn to thế này à? Ồ, con rắn gì đây? Con rắn to lắm, phải gọi trợ giúp. Phải gọi trợ giúp. Không thì mình không dám bắt. Mình chưa từng bắt rắn bao giờ. Con rắn thế còn ở cái bẫy này thì sao? Bẫy này thì vẫn nguyên si không có cái gì cả. Thôi được rồi, cứ để đây đã, để nguyên si để yên đi. Thuấn à, nghỉ chưa? Cái bẫy chim của chú nó sập con rắn to lắm. Vẫn sống. Nó chỉ kẹp, nó đứng im đấy. Ừ, to bằng đầu cổ tay, dài độ khoảng hơn mét đấy. To lắm. Về đây bắt. Con vẫn để nguyên. Bác không dám bắt. Ừ. Rắn to lắm. Ừ. Ừ, ở bên đồng khoan đây này. Ừ. Hai bố con đi chơi. Bên này không động tĩnh gì. Thôi cứ để nguyên đây. Sáng mai. Gọi cho ông Toát.
Ừ, đã về đây nhanh. Chứ không cầm cái bao mấy cái ấy sang. À, không cần bao đâu. Này à, mày bắt bao giờ chưa? Rồi. Gì? Đây 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 đây. Ừ, nhưng mà bây giờ phải ấy, con khả năng nó là rắn ráo thôi, không phải hổ mang mạnh Cần đâu. báo thì không cần báo đâu. Từ 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 đã. Thế thằng ấy đâu? Đang làm ở nhà à? À, vẫn ở bên kia thì để ta soi cho. Thôi không phải soi, vẫn sáng mà. Nhưng bây giờ phải kiếm cái que nhỉ? À, để lấy cái que kia. Lấy cái que này nó có cái móc đây. Ở chỗ lùm cây, từ từ. Lấy cái que này nó có cái móc đấy. Nó bị sập ở cái bẫy này, nó đứng im ở đây, cái đầu nó thò vào không? Người nó ra tận đây này, đây, đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Đầu đây, đầu trong cạm. Phải gian giáo không? Con này như kiểu là rắn hổ châu ấy. Thế à? Con này rắn hổ châu ấy sao ấy? Đầu nó vẫn nhanh lắm. Con này không phải rắn giáo đâu. Chưa kẹp đúng đầu nhỉ? Đào phát về chú thịt luôn sao? Không phải rắn táo à? Nó có bạn không? Gì? To không? Như kiểu hồ châu nhỉ? Không biết rắn gì. To này mà. Vụt phát cho nó chết đi. À nhỉ? Ừ, giữ nhá. Giữ được không? Giữ được rồi. Nó ở trong cạm mà. Đây, kéo dịch ra đây. Alo. Dạ. Vâng. Vâng vâng, thì cháu qua bây giờ. Lấy cái gì? Nó có mạnh không nhỉ? Có, không mà như kiểu hồ châu ấy, như kiểu con trên mạng ấy. Từ dưới chân ấy. Hồ châu là thì nó ấy à? Thì nó hôi à? Ý là quấn ghê. Thả nó đi. Chị tôi, con này như kiểu hồ châu mà. Hồ châu nó hôi. Hồ châu hay hồ ngựa? Hồ ngựa. Như kiểu hồ ngựa ấy nhỉ? Ừ, nếu rắn ráo thì mới ngon, còn rắn đẻo thì đấy. Chưa chết đâu, nó mới đơ thôi. Thôi, bỏ ra. Bỏ ra. Gì cắn vào đây kìa. Con này còn manh ấy. Rắn gì nhỉ? Rắn ráo đây đầy. Phải rắn ráo. Rắn ráo. Cái vùng nó cũng vang nhưng mà nó không có vệt như này. À thế à? Đây để bác gỡ cái chỗ này. Cái dây dù nó ra. Rút ngược kia cũng không được. Rút xuôi mới được. Xem lên đường xem ai được con rắn này. Cắt đi một mắt. Giờ làm thế nào? Thả nó đi. Chết tối. Làm gì mà sống được. Ấy, thả xuống đấy. Nó khắc sống. Mà chắc là nó đi quá nhỉ. Nó đớp mồi ấy.
Không được con nào. Buổi chiều không được con nào.